Hello, hello again, welcome back to my channel, em hello here. Hello anh em, chào mừng các bạn trở lại với kênh YouTube mình, Background. Let's go. Ok, Background, Biro Matchup. Death of Thunderboy. Thunderboy là một player mà đánh khá là hay với Decky Monster Poison. Nhưng mà ngày hôm nay anh ta đánh Grand Challenge với một cái deck deck Aran. Cái đó đấy là deck chính của anh ta. Quay trở lại với trận đấu Background. Cái mùa này chúng ta thấy là Ghost chỉ có một thêm một tính năng, nó đáng nhẽ nó có thì bây giờ nó mới có, vì không phải gọi là bút mà chỉ gọi là thêm một chút thôi. Nhưng mà các bạn biết là đôi khi mà Background ở con Ghost mà đi qua bơi qua được sông thì nó về đó là không thể như thế nào đâu, bởi vì là con là không phải chạy qua sông, vì còn con này không thể cần phải qua sông mà nó đi nó không phải lội, không phải đi qua cầu mà cần lội qua sông là được rồi. Thì Ghost cũng là một cái điều thú vị. Rồi nói nè, đấy là lý do tại sao mà các player họ chơi Background mà họ chơi Ghost thì rất rất thích và làm video về Background và yêu cầu mình rất rất nhiều Background. Khi mà đánh Mirror Matchup thì các bạn nên lưu ý là những con nào nhìn thì counter thì các bạn sẽ sai đồ nhiều. Đó là kinh nghiệm của mình. Đây là thời điểm của hai con Mecha gặp nhau thì luôn luôn là các bạn sẽ chờ thế nào đấy cho nó bạn xiên tới hai năm nhiều và có thể support với equip, bởi vì là khi mà các bạn có Mecha các bạn phải cần luôn cần phải có equip. Các bạn không có equip thì các bạn sẽ bởi vì con equip của mình con chỉ được bạn Đây trường bây giờ là một trường đặc lực supporter, best supporter for Mecha. Chúng ta biết là hiện nay là chúng ta hai cặp, hai combo Mega Knight, Evil Dragon, hai là Electro Wizard, Mecha. Hai cái combo này luôn luôn đi cùng nhau. Rất nhiều đam, từ cho ta biết là chưa, em có đến đi. Phải nói thực sự thằng người boy đang mất lợi thế, bởi vì thằng Tamasika chơi bắt đầu kiếm cầu cầu này rất thật thằng mình cũng gọi là mẹ boy dùng cái thằng này là không tí một chút nào rồi hết bài rồi để win boss. Tuy nhiên là hai bên là cân bằng cả về uli và máu thì cũng cao nhiều lắm, chỉ một phơn của Aegis thôi. Background never die. They got spam. Còn battle round ra một trận. Tuy nhiên thì mình cũng coi lên của Lancho anh ta mình coi thế nào, mình đang có một chiêu coi thần vũ đốt được rất nhiều quân của Benit. Benit nó còn bút được và còn khá nhiều máu. Tiếp tục là đẩy Batoram. Bên này cũng như Mecha. Tuy nhiên thì Batoram làm chúng tôi rất nhiều đam với con Magicka chờ rất nhanh, và con Magicka chờ rất rất nhanh. Mecha phải cắt được dần này thôi. Mecha còn đây Wick nữa. Mecha đi nằm xuống. Chọn còn đây vẫn một Mecha làm điểm quá tuyệt vời, xứng đáng 6 ly của nó quá tuyệt vời và thành công. Chậm. Ừ.
Lại Pekaram, Miro, Machop, Poisons. Cái này khá là thú vị đấy. Nhưng mà Earthquake thì... Ok, lại Pekaram. Khá nhiều Machop Pekaram. Ok, mình sẽ chọn cái kiểu Machop... Ok, Poison, Graveyard Poison. Thông thường thì Graveyard Poison nó... nó sẽ bất lợi thế hơn một chút so với lại Pekka Ram, bởi vì Pekka Ram có Poison. Họ luôn có thể sử dụng Poison để defend Graveyard. Họ luôn có thể sử dụng Magic Archer để bắn xuyên các mặt mục tiêu. Và hơn nữa thì họ... cái deck của Graveyard này nó lại cũng có một cái Tornado. Bởi vì là nếu mà có Tornado sẽ hướng nó lại Baby Dragon hợp lý bằng việc sử dụng một góc phù hợp. Nhiều job của Pekaram và Darian đập để thù con Pekka trước đã. Ủa tại sao lại không thủ? Thực ra là sử dụng sử dụng con Royal Devilly để defend Battle Ram hợp lý hơn mà sử dụng Nai để chặn con Pekka Whip. Tại vì là nếu mà chặn, nếu mà sử dụng như vậy thì chúng ta vẫn có thể giữ lại được con, giữ lại con 333 Yan Hood. Nhưng mà trong cái turn vừa rồi thì Tintin anh ta đánh lỗi, mình nghĩ là lỗi, anh ta đánh phân phối hai quân bài sai, theo mình nghĩ là như vậy. Đấy, các bạn thấy là con này Whip nó cứ được support bởi nó cứ support bằng Pekka, nó cực kỳ là thu lợi hại. Và Baria xuất hiện và dồn rất nhanh, đúng nghĩa là có deck Whip spam Pekka, cứ spam ngay cầu như vậy, quá là khó chịu. Và đây là thời điểm mà Tintin anh ta có thể đặt một cái Baria hút thứ hai để anh ta có thể control cái game này. Mình còn nhớ là ngày xưa con Royal Boss nó như này, nó biến thành ma rất nhanh. Cái mình nhớ là chỉ có mấy giây thôi xong nó quay nó thành ma luôn, sự nó là cực kỳ lợi hại. Và sau đấy thì mình điều chỉnh lại đi được mấy lần rồi thì mình nhớ là Royal Boss nó không còn mạnh hồi trước. Cái hồi xưa bạn nhớ là khi mà nó bắn xong mục tiêu xong chuyển sang Royal Boss luôn, sự là quá là khó để có thể defend con này, nếu mình nhớ không nhầm. Ngày xưa có bá đạo lắm, Nightwish còn bá đạo hơn nữa. Mình vẫn nhớ cái thời huy hoàng của Nightwish, full spam bát quá nhanh, tốc độ đi cũng quá nhanh, mà một hit của Nightwish thì thực sự là quá lát. Bây giờ thời điểm mà Pekaram chiếm lợi thế quá mạnh, Nightwish có hồi dụng Poison rồi, bây giờ đơn giản khi mà gần như tất cả các tank đều bị chặn ngay đầu, không có tanh cơ thì Graveyard gần như là phế. Và đặc biệt là trong cái deck của Pekaram này có cả Poison nữa, thực sự nó rất là đau đầu, gần như là không thể bảo trụ, gần như là không có nhiều đam. Battle Ram đánh được phía bên phải ép Nacho, Tintin ép Nacho là phải chuyển hướng đổi sang Pekaram để Battle Ram với bên kia. Tuy nhiên một cái lượng máu bây giờ là xuống tầm 1.000 người tư rồi thì sự quá lợi thế cho Nacho.
quá lớn. Tôi đánh được cái quyền dưới này chắc chắn là các Ram sẽ ăn rồi. Lắp đầy đấy, bắt Ram lắp một chút. Dùng rất nhiều ly thì có thể defend và bây giờ là poison để đốt chết luôn, đốt chết tất cả quân phòng thủ của team. Mình có đây có thể xử lý bên này. Quá tốt. Ok, GG, well played. 4, 3, 2, 1. Ok. Không tệ một chút nào. À đây, let's go. Matchup này khá là thú vị đấy. Big Zap TV. Ok, bây giờ quay trở lại với cái matchup này, Mega Knight of Ghost. Cái phiên bản này mình thấy là không... Cái bản original có hot đấy, mình không nhớ. Rồi, bây giờ Ghost đi qua sông cực kỳ là nhẹ nhàng. Đúng với tên của nó là một con ma. Roy Hawk này không có cái cao mà nó chặn được Roy Hawk lần này, được khá nhiều đam với từ Roy Hawk. Một con Pekka, một con God Online hay là phải chém con nào trước. Mazinga chờ bắn rồi, không có cách nào giết được con Mazinga chờ, mất skin đi chăng. Mega Knight. Mega Knight cho thân này là hơi chậm rồi. Thôi, vẫn chấp nhận là bất trụ. Thủ xong mất luôn cả Mega Knight, mất luôn cả Bomber City. Thủ quá tệ. Very bad defense. Bad. Còn rất nhiều máu mà không thủ được, đáng lẽ ra là Mega Knight phải xử con Bandit và con Mega còn mấy gà chơi phía sau nữa. Thời điểm mà khi mà Nacho anh ta còn control cái game này thì sự Big Spa Giáp anh ta, cái cách đầu tiên anh ta muốn anh ta phải sử dụng cái con Fireball để giết con như con Mantis gà chơi trước, đã không sử dụng Fireball đã đợi đợi con Pekka với con Mantis gà chơi đánh ra. Thực sự là đến lúc đấy là con Pekka nó đã vào chủ mất rồi. Cái tên ngoài tài có vấn đề. Đánh của sẽ thường trên các matchup là mình thấy nó không hành như thế này. Player kia lại đánh tệ quá. Jerims ok, lại một matchup cuối cùng mà mình muốn xem. Các Karam để đồ matchup đi. Và xem là các player này có hơn được player kia không. Pekka lên sẽ ngay cái ban đầu phá Ghost. Ghost bây giờ đi một đường thẳng mà không gặp nhau nữa. Có đục độ chạm nhau thì không gặp nhau. Thả ngay một con Pekka rất nhanh chóng, bên kia sẽ poison rồi. Không ngại gì mà thả Pekka trong cái tên này. Batram. Yeah. Đánh có kỹ năng phết đấy. Rất nhiều không thả một cái con bạn sẽ cả chơi khá nhanh, tuy nhiên thì một cái giáp hai bên có sử dụng giáp cũng rất là hay.
Poison cho Malika chơi rồi, hợp lý. P.E.K.K.A. bên này có Equip, Equip sẽ có thắng hơn. Đánh thì sân nhà chúng ta luôn thắng. Đã Poison lỗi, Poison giết Equip nhưng mà, à chưa chạm với con Equip. Không, thực ra không phải lỗi, vì trong tuần đấy thì con Equip và con Malika chơi bắn đứng rất xa nhau mà không thể tạo ra một cảm giác được. Nacho anh ta đang bất lợi thế khá nhiều. Bạn đi quay trở lại. Còn mình biết vẫn đang người. Spam, 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 poison. Đốt chết tất cả mọi thứ. Đáp phục đấy kìa. Làm như thế nào để chặn được tên này? Không. Một phút cuối cùng. Yay! Quay. Đổi lens, trên lens. Một tháng một con P.E.K.K.A. từ dưới lên rồi, giải cảm không đủ tên nào để thủ P.E.K.K.A. Phải dùng Poison trong chân này rồi. Rất nhiều đấy em. Một pha đánh lỗi của Quasim. Ta P.E.K.K.A. Một pha đã có P.E.K.K.A. quá lỗi và bên kia chuyển phân rất nhanh. Ok, background. Cảm ơn, thank you for watching and don't forget follow his Twitter. Tôi bình luận bình luận. Cảm ơn anh em đã xem nha, bye bye.